Hoan Hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, từ ngàn đời nay, nghi thức thờ cúng tổ tiên và các vị thần linh đã in sâu vào nền văn hóa của các nước phương Đông nói chung, cũng như Việt Nam ta nói riêng. Trong đó, việc thắp hương vào ngày Tết được coi là một nét đẹp sâu sắc trong văn hóa tâm linh, thể hiện tấm lòng thành kính của gia chủ đối với đấng bề trên. Mỗi nén nhang thơm được dâng lên bàn thờ sẽ là sợi dây kết nối giữa hai cõi trần âm, góp phần đem lại sự hòa hợp và hạnh phúc cho gia đạo. Điều đáng tiếc là hiện nay có không ít gia chủ vô tình phạm phải các sai lầm cấm kỵ khi đặt bàn thờ, dẫn đến tai bay vạ gió, đại họa triền miên. Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, chúng tôi sẽ bật mí ngay trong chương trình ngày hôm nay. Sai lầm đầu tiên mà người ta phạm phải chính là thắp hương liên tục trong ngày Tết. Nhiều gia đình có thói quen thắp hương liên tục trong 3 ngày Tết, thậm chí kéo dài qua rằm, với mong muốn gian thờ lúc nào cũng ấm cúng, không để hương lạnh khói tàn. Có người cầu kỳ hơn còn giữ thói quen tỉnh dậy giữa đêm để châm hương khi tàn. Tuy nhiên, dưới góc nhìn văn hóa và góc nhìn phong thủy, điều này không chính xác. Chúng ta chỉ nên thắp hương khi dâng mâm cúng nên tổ tiên. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Mạnh Linh, giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng phong thủy kiến trúc Đại học Xây dựng cho rằng quan niệm này là không đúng. Theo chuyên gia, mọi người chỉ nên thắp hương vào thời khắc chuyển giao năm mới khi dâng lên tổ tiên, mâm cỗ tất niên hay mâm cỗ cúng. Thực chất, thắp hương liên tục là điều không tốt, chỉ gây phiền nhiễu cho gia tiên, nhất là đồ cúng không có sự bổ sung thay đổi mà vẫn giữ nguyên. Điều này đồng nghĩa với việc mời gia tiên về ăn, đi ăn lại tỏ rõ thái độ không thành tâm. Để duy trì hương khói trên bàn thờ trong những ngày Tết, các gia đình có thể sử dụng hương vòng. Vị chuyên gia giải thích, nếu muốn đốt hương vòng, người dân nên đặt hương trong đĩa và đốt ngoài bát hương. Nhiều người vẫn hay đặt thanh sắt vào giữa bát hương rồi châm hương vòng đặt lên trên. Nhưng theo góc nhìn của tâm linh học, đó là hành động yểm bùa, không nên lạm dụng. Tốt nhất các gia đình hãy dùng thanh tre, thanh gỗ để thay thế và thay mới thường xuyên. Khi thắp hương, gia chủ cần ăn mặc chỉnh tề, không mặc quần đùi hay có trang phục luộm thuộm. Khi khấn cần phải liền mạch, không ngắt quãng, không bỏ dở hay bị sao nhãng bởi bất cứ việc gì. Điều cần thiết nhất là sự thành tâm, thể hiện sự tôn trọng với thần linh, tổ tiên, ông bà. Sai lầm thứ hai, cắm hương vòng lên bát hương vào ngày Tết. Nếu muốn thắp hương liên tục thì có thể dùng hương vòng để được lâu hơn. Lưu ý khi thắp hương vòng thì không nên để vào bát hương mà nên để lên một chiếc đĩa riêng. Việc này với mục đích vừa không động bát hương mà cũng vừa dễ làm sạch bàn thờ. Nhiều người vẫn hay đặt thanh sắt vào giữa bát hương rồi châm hương vòng đặt lên trên. Nhưng theo góc nhìn của tâm linh, đó là hành động yểm bùa, không nên lạm dụng là tốt nhất. Các gia đình hãy dùng thanh tre, thanh gỗ để thay thế và thay mới thường xuyên. 3. Sai lầm thứ 3 là không chú ý số nén hương. Việc thắp hương vào ngày Tết cũng cần chú trọng tới số lượng của nén hương, tránh thắp hương số chẵn và cũng không nên châm cả bó hương, vừa tránh không khí bị ô nhiễm, vừa đỡ lãng phí. Người Việt thường chọn số nén hương lẻ để thắp hương có thể là 1, 3, 5, 7, 9, tuy nhiên đa số không quá 3 nén hương. Nhìn chung, việc thắp con số lẻ là bao nhiêu không khác nhau, nhiều về ý nghĩa và quan trọng là sự thành tâm. Hương theo quan niệm của nhà Phật là một trong những lễ vật cần thiết để dâng cúng, đó là hương, là hoa đăng, là trà, quả, thực. Rất nhiều ngôi chùa hiện nay khuyến khích Phật tử thắp một nén hương với ý nghĩa hướng về làm sạch môi trường. Một nén cũng gọi là tâm hương, bao gồm ý nghĩa năm giới. Giới hương tức tự nhắc mình hướng thiện cho tâm luôn trong sáng, định hương khiến cho lòng yên ổn, tuệ hương trí não sáng suốt. Chi kiến hương giúp phát triển trí tuệ, năng lực, giải thoát hương giúp buông xả ưu phiền ham muốn. Còn theo quan niệm của học thuyết âm dương thì số lẻ tượng trưng cho cõi dương, số chẵn tượng trưng cho cõi âm, do đó khi thắp hương ngày Tết hay ngày thường thì cũng chọn con số lẻ. Thắp hương nhiều hay ít không quan trọng, chủ yếu là xuất phát từ cái tâm hướng Phật của con người. Các chùa hiện nay cũng khuyến khích chỉ nên thắp một nén nhằm tránh hỏa hoạn và ô nhiễm môi trường. Việc một lúc châm cả bó hương là không cần thiết, chỉ gây khó chịu cho những người xung quanh. 4. Thứ tư là những kiêng kỵ cần tránh khi thắp hương. Việc thắp hương ngày Tết cũng như bất cứ lúc nào, khi đứng trước bàn thờ, trang phục, đầu tóc phải chỉn chu, sạch sẽ.
Ngoài ra, tâm hồn cũng phải tĩnh lặng, tránh những suy nghĩ mông lung, thiếu tập trung. Điều này vừa thể hiện sự trang trọng của nghi lễ, đồng thời cũng thể hiện lòng thành kính với thần Phật tổ tiên. Trường hợp hương đang thắp bị tắt, nên để nguyên vị trí mà đốt tiếp để hương cháy hết. Nên cắm thẳng hương khi thắp, thắp hương ở nơi kín gió để tránh bị tắt giữa chừng, không cắm quay hương vào đồ ăn để xương cúng. Việc này có thể gây ngộ độc cho người ăn bởi chân hương thường có lẫn hóa chất. Nhà có trẻ nhỏ thì không nên lạm dụng đốt hương nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ nhỏ trong nhà. Tuyệt đối không dùng hương giả, tức hương điện cắm vào lư hương. Thứ năm là nghi lễ thắp hương chính xác nhất như sau. Thắp hương tại nhà. Một là sau khi đốt hương, bạn hãy dùng hai tay cầm lấy hương. Hai, cố gắng cầm hai tay cắm hương vào giữa bát hương. Nếu đặt xa quá thì dùng tay phải. Tuy vậy nên bố trí bát hương sao cho có thể đứng cắm dễ dàng, không phải kiễng chân hay trèo ghế là tốt nhất. Thắp hương tại chùa. Một là sau khi đốt hương dùng hai tay cầm lấy hương, hai dùng ngón giữa và ngón trỏ của hai tay giữ lấy hương, ngón cái tỉ vào cuối chân hương. Ba, đặt hương sát gần với tim có nghĩa là tượng trưng cho tâm hương. 4. Để hương ngang mày, lễ kính quán tưởng bảo tướng của chư Phật Bồ Tát hiện ra trước mắt tiếp nhận cúng dường. 5. Là dùng hai tay cắm hương vào giữa lư hương. Quý vị thân mến, sáng ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán là một buổi sáng đầu tiên trong năm. Vì vậy, việc sửa soạn mâm cúng vào ngày này sao cho chu đáo là điều vô cùng quan trọng và cần thiết, đúng không nào? Việc chúng ta tuân thủ theo các nguyên tắc thờ cúng sẽ giúp gia đạo quý nhân phù trợ, thần tài chiếu cố trong suốt 365 ngày còn lại. Ngược lại, việc thờ cúng qua loa, lấy lệ sẽ khiến cho chúng ta gặp phải nhiều xui xẻo, tai họa ập đến. Xin mời quý vị cùng theo dõi để tránh không phạm phải nhé! Vào sáng ngày mùng 1, ngoài việc sửa soạn lại ban thờ hay chầu cau, nước trà thì vẫn phải chuẩn bị lễ mặn để thắp hương. Lễ mặn thường là cúng bánh chưng, gà, giò, canh. Tuy nhiên một điều cần lưu ý là gà cần phải mổ từ hôm trước bởi ngày mùng 1 đầu năm kiêng không nên sát sinh. Bên cạnh đó, gia chủ cần lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất, nên cúng tách bạch, cỗ chay và mặn. Ngoài ra, chuyên gia phong thủy cho biết thêm, hiện nay rất nhiều gia đình mắc phải sai lầm khi làm lễ cúng trên ban thờ, đó là việc để chung đồ lễ trên ban thờ. Đây là điều không nên. Khi làm lễ thắp hương, có cả hoa quả và đồ mặn thì cần phải tách bạch. Hoa quả thì để ở ban trên, còn đồ cúng mặn thì nên kê thêm bàn để ở dưới, sau đó thắp hương. Nhiều gia đình còn thờ Phật mà Phật thì không được làm lễ đổ mặn, bởi vậy nếu để chung một ban như vậy sẽ không hợp lý. Hơn nữa không ai mang nước mắm lên ban thờ thắp hương cả, ông Hùng nói. Một vấn đề nữa cũng được ông Hùng chỉ rõ, đó là nhiều gia đình mới cưới hoặc ra ở riêng cũng vẫn có người hương khói đại gia đình. Nhà từ đường thắp hương cho tổ tiên thì gia đình đó chỉ cần thắp hương mời thần linh là được. Thứ hai, trong nhà một bề con gái, việc thờ cúng vẫn bình thường. Đối với những gia đình chỉ có một bề là gái thì con gái hoàn toàn có thể thắp hương mời tổ tiên về ăn Tết bình thường chứ không hề có sự phân biệt nào cả. Con trai hay con gái là như nhau, là điều quan trọng nhất, đó chính là sự thành tâm, thành kính của mỗi người, ông Hùng phân tích. Thứ ba, lễ vật cúng ngày mùng 1 Tết gồm có những gì? Hương hoa, nước quả, ngũ quả, trầu, cau, rượu, đèn, nến, lễ ngọt, bánh kẹo, mâm cỗ mặn xôi gà, bánh chưng, các món Tết đầy đủ, tinh khiết. 5. Sai lầm đại kỵ khi thắp hương ngày Tết, tránh xa kẻo thần linh của phạt, gia đạo bất an. 1. Thắp hương liên tục trong ngày Tết. 2. Cắm hương vòng lên bát hương vào ngày Tết. 3. Không chú ý đến số lượng nén hương. 4. Không vệ sinh sạch sẽ, thắp hương trong tình trạng lôi thôi lượng thuộc. 5. Cắm thẳng que hương vào đồ ăn để xương cúng. Hy vọng là quý bạn sẽ không mắc phải những sai lầm này vào ngày Tết và luôn nhận được nhiều may mắn trong năm mới Quý Mão 2023.